Chiều nay, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng một số cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2021. Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Ban đại diện Hội Thánh Tin lành thành phố và Tòa giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các chức sắc tu sĩ, toàn thể đồng bào Kitô hữu trên địa bàn thành phố. Trong năm qua, các tổ chức tôn giáo, trong đó có các tổ chức cơ sở và đồng bào Kitô hữu trên địa bàn thành phố đã chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch, đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn đó vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn các vị chức sắc tu sĩ, toàn thể đồng bào Kitô hữu trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng bác ái, yêu thương, chung sức đồng lòng cùng thành phố và cả nước khắc phục hậu quả do COVID-19. Trong không khí thân mật ấm cúng, đại diện các cơ sở tôn giáo gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố và các ban ngành đã quan tâm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời khẳng định tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp.